khỏi hẳn bệnh gút kinh niên chỉ sau 1 tháng bằng thứ nước uống cực rẻ tiền và dễ làm này. Bệnh gút là một căn bệnh khá phổ biến về xương khớp, thường gặp ở người cao tuổi. Đặc biệt, để điều trị căn bệnh này cũng không hề dễ dàng gì. Thế nhưng đã có rất nhiều người đã khỏi hẳn bệnh bằng thứ nước uống cực rẻ tiền và dễ làm này. Lá vối thì không còn xa lạ gì đối với chúng ta, nhưng thông tin về cây lá vối lại khá ít người biết đến. Thậm chí, khi bạn nhìn thấy hình ảnh về loài cây này, bạn còn thấy ngạc nhiên và khá lạ lẫm. Đây là loại cây nhỡ cao từ 5 đến 6 mét, có khi cao hơn, cành non tròn. Lá có cuống dài, dai, cứng, dài từ 8 đến 20cm, rộng 1 đến 1,5cm. Cách dùng lá vối để chữa bệnh gút được lưu truyền trong dân gian cực đơn giản, khỏi hẳn sau 1 tháng như sau. Về nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Nguyên liệu chính của chúng ta đó là lá vối tươi hoặc lá vối khô khoảng 20g. Cách các bạn làm cũng rất đơn giản. Đầu tiên, đối với lá vối thì bạn đem rửa thật sạch. Khi lá vối đã được rửa sạch rồi, bạn sẽ cho vào nồi hoặc ấm sắc thuốc. Tiếp tục thì bạn hãy đổ thêm 2 lít nước và đun đến khi cạn, còn lại 1,5 lít nước thì dừng lại. Bệnh nhân gút nên kiên trì sử dụng nước lá vối trong vòng 1 tháng sẽ thấy các triệu chứng của bệnh thuyên giảm rõ rệt. Cách các bạn dùng như sau. Nước lá vối nên dùng ấm thay nước uống trong ngày. Hãy dùng đều đặn nước lá vối trong vòng 1 tháng sẽ thấy các triệu chứng của bệnh gút giảm hẳn. Sau đó có thể đi kiểm tra lại lượng axit uric trong cơ thể. Bạn biết không? Trong cây lá vối có chứa nhiều chất kháng sinh có khả năng diệt nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Bên cạnh đó còn có tác dụng diệt khuẩn, nên cây lá vối có thể chữa trong các trường hợp viêm sưng, mụn nhọt, lở loét. Trong việc điều trị bệnh gút thì lá vối được xem là vị cứu tinh dành cho người bệnh gút. Theo đó thì lá vối có thể giúp tiêu độc, giảm hàm lượng axit uric tồn đọng trong máu, nên có thể giảm cơ bản các triệu chứng của bệnh gút xảy ra như hạn chế tình trạng viêm sưng, nóng, đỏ, tình trạng đau khớp. Ngoài ra, việc sử dụng lá vối thường xuyên sẽ giúp hỗ trợ điều trị bệnh gút hiệu quả, đào thải axit uric rất tốt, từ đó giảm tái phát cơn đau và ngăn ngừa bệnh tiến triển. Trên đây là những thông tin mà chúng tôi đưa ra để giúp các bạn chữa khỏi hẳn bệnh gút kinh niên chỉ sau 1 tháng bằng thứ nước uống cực rẻ tiền và dễ làm. Hy vọng những thông tin chúng tôi đưa ra sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn luôn thành công và khỏe mạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên chia sẻ để nhiều người biết đến bạn nhé. Hãy ấn vào nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để thường xuyên cập nhật video về sức khỏe mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Dược phẩm 365.com, chất lượng vì cuộc sống.